khu mà khách du lịch nước ngoài vô đây là để tham quan trong miền Tây Nam Bộ của mình các bạn. Để em quay cho các bạn coi này nè, có biểu tượng hình cá ba sa, là người dân là truyền thống về tôi dùng cá ba sa các bạn. Rồi mình quay cho các bạn coi nha. Đây là các bạn, đây là thị xã Châu Đốc các bạn. Đây các bạn xem nè, biểu tượng đại của con cá bạch sa này các bạn. Đây là điểm đến khách du lịch nước ngoài nha các bạn. Hôm nay mình đi quay clip về chủ đề trong nước các bạn, cảnh biểu tượng cao xa mà được tham quan khách du lịch. Ở đây có ngã ba sông nha các bạn. Chính bên kia là nó về là An huyện An Phú các bạn. Còn ở đây là lên thẳng lên mà giáp lên giáp miền luôn. Còn xa xa bên kia có cái cầu Cột Tiên nữa các bạn, suốt bên kia. Cái cầu Cột Tiên nó qua huyện An Phú. Cái đốc nó giáp với cho An Phú đó, cái cầu đó các bạn. Cầu đó qua huyện An Phú. Cảnh nó đẹp quá các bạn ơi. Đây là công viên nha bạn, công viên Châu Đốc, công viên thị xã Châu Đốc các bạn. Đó là đôi trai gái tình nhân chụp cảnh nào. Nè, chữ công viên bằng cây và cây kiển nè các bạn. Đó. 30 tháng 4.
Vậy thôi xin tạm dừng clip này ngay tại đây các bạn. Hẹn gặp lại clip video sau. Cảm ơn các bạn nhiều đã xem video của mình nha.